đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hôn má nè, đến hôn môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới. Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn Nhưng mà rồi. đêm Nhưng tân mà hôn thì đêm tân sao? hôn kìa. Dạ, tụi em mệt Dạ, quá ngủ luôn mệt chị. quá ngủ luôn. Rồi đêm sau cũng vậy luôn Mệt chị. ngủ. Mệt Đêm thứ ba cũng vậy luôn. mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời ơi, sao mà. Nhưng mà mấy em khó chịu không mày? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi á mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm với cổ á. Xong đêm rồi cũng bình thường. Xin chào hai Trời em. ơi, cưng quá vậy. Trời ơi, quen quá. Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Em chào chị Hồng Hạnh. Chào một, cưng. Một MC nổi tiếng của các chương trình truyền hình thực tế đó vậy. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ. Và chào quý vị khán giả. MC ơi, thôi tự nói chuyện đi. Thôi để mình ngồi coi. Rồi, tự giới thiệu. Đó. Tự. Dạ, ngại quá. Em xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên. Năm nay 35 tuổi. Thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên đúng không? Dạ đúng rồi, mọi người thường gọi là May nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May à? Dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Love Bus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Thôi còn em. Dạ, em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Love Bus hay sao? Dạ, thật ra cũng là chương trình đó nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới. Dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Lovebus. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái thời điểm đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen mà vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em. À tức là bạn gái đương thời của em lúc đó. Coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì rất trong lúc mà hai người là bạn thân á thì em đã có cảm tình với bạn này chưa hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau, thì em là người ở giữa luôn, nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào, chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Bạn khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xúi bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân, tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24/24. Mà thật ra cái vụ mà bạn ấy xúi bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn, đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn, quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Miên man. Là gu em là gu chân dài đúng không? Dạ. Cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay qua tối khổ với em. Kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá, để chị truy nốt. Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm, em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu. Thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó. Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm. Cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn. Nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đâu. Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt cái quy tắc không được nắm tay.
về nhà trước 10 giờ rưỡi. Cái đô nặng nhất là tới đâu? À, là hôn má, hôn môi là tới đâu? Vậy đô nặng nhất là được nắm tay á. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi đó. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn đúng không? Bạn thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới, hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại. Còn niềng răng xong rồi mới cưới, nhưng mà anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Không, chắc hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói: anh ơi, thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen, cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung. Cái này hay hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa. Rồi tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Wow. Thế là ba mẹ vợ. Dạ. Trời ơi cũng mực ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hôn má nè, đến hôn môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn thì sao? Hôn ra tụi em mệt quá ngủ. Mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau... cũng vậy luôn. Mệt chị ngủ. Đêm thứ ba cũng vậy luôn. Mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng 1 tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời, sao mà nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm ở cổ. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, dạ, tụi em mới lấy nhau khoảng được 9-10 tháng ạ. 9-10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm, mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? Cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Lâu? Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không? Chị hỏi thiệt. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác, em thấy bình thường luôn ạ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy ảnh mệt quá nên em cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa, chết thêm nữa nên em. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen, tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tuyết phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách, nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em nha. Thôi bây giờ sao? Trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn, đó, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chắc ảnh nói được nửa câu thôi. Còn bây giờ lấy xong rồi, em nói 1 câu, ảnh nói 10 câu. Cái gì lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ nhất, thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn. Em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em ghen, nhưng không có ghen.
Đó, nhưng mà tự... có một bình lỏng không ơi, hồi trước nha em mặc cái gì cũng được hết trơn á, em mặc dài ngắn hở hiếp gì cũng không sao, bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu ở nhà khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới mới phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm đó, thấy chưa? Đó, đưa cái cắm. Rồi bây giờ tới em đó mày đó. Dạ, em giống như là bản sao cổ vậy đó, em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều, mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô, xịt vậy nè, xịt như xịt nước tương vậy đó. Bạn chà cho nó bong lên. Rồi khi mà rửa xong ngửa vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên, tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát, còn cái người ở sạch thì bị lát. Mỗi tối luôn bắt em đè em ra, bắt em bôi thuốc lát cho sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một gì là cái chữ ấy. Ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Em có câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn. Em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Nổ não lắm. Nổ não. Thôi bây giờ em mong muốn mày thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy cảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Rồi. Và tất cả những gì vui. Cần khuyên chị cũng đã khuyên đã rồi. Đã khuyên rồi, đó. Chị đã khuyên rồi. Đó, đó là chị... điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. Của tụi em. Ứng dụng liền. Ứng dụng liền. Mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy nghe ấy. Ừ. Đó, nha. Xin cảm ơn hai chồng mày. Nha. Cảm ơn tụi em nhiều nghe.